biết được công thức cấu tạo của nó thì làm ơn nhớ nè. ISO là vị trí số 2 có bao nhiêu CH3? 1. Được chưa? Vị trí số 2 có 1 CH3. Tiếp, neo. Vị trí số 2, 2 ý nói là có bao nhiêu CH3? Mấy cái? 2 cái. Được chưa? Vini, vini thì nhớ giùm em cái này. Tự điền H nè, H2, H, thấy chưa? Là nhớ cái hàng C 2 gạch rồi 1 gạch. Được chưa? Tiếp theo đó là đồng phân học. Đồng phân hình học. Đó, đồng phân học là gì? Cùng cùng. Nè, H nè, H nè. Thấy cùng một phía đúng không? Giống nhau đúng không? Là xích. Được chưa? Còn nếu khác phía nè. À, này cho CH3 đi. Để cho nó. Đó. Cùng cùng nằm ở một phía. Cùng. Này khác phía không? Đó, khác phía nè. Này dưới nè. Này trên nè. Đó, trang. Này chưa? Nhớ. Đó, những cái từ ngữ kia nè. Đó. Tiếp theo phải nhớ. Một là gì? Mono. Hú hà của mình đó. Ai đi. Ba gì? Chi. Chi. Bốn. Mono đi chi tê. Tê cha. Năm. Ben. Ben ta. Đó. Tiếp theo. Làm ơn làm phước. Nhớ ăn. Ăn can. Từ C1 đến xe máy. Chín. Chín ông nội tôi. Tám. Mười. Đọc. CH4. C2H6. C3H mấy? Không biết thì viết ra. CNH2N+2. Bắt đầu nhân 2+2. Viết cái này ra, bắt đầu mình nhẩm nhân 2+2. Nhân 2+2. 10. Nhân 2+2. Hiểu không? Chấm 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 chấm. Hàng này đọc là gì? Mê tan. Hàng này đọc là gì? E tan. Hàng này đọc là gì? Rồ ban. Hàng này đọc là gì? Bu tan. Hàng này đọc là gì? Bèn tan. Cố gắng học thuộc cái này trước. Rồi mất đi một H. Đọc là gì? Thay A. N thành gì? Y L. Đọc là gì? Mê Y. Này đọc là gì? Tì. Đọc cái kia trước. CH. C2H. Mất một H. 5. Đọc là gì? E T. Này đọc là gì? Mất một H. C3H7. Đọc là gì? Rồ B. Hiểu chưa? Rồi tiếp theo cách viết tên. Ổ lộn. Rồi xong cái đó đi.